Minh Thúy xin kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Đây là chương trình Cà phê góc phố do Minh Thúy đảm trách, phát thanh từ Washington DC. Kính thưa quý vị, người Việt Nam rất thích ăn bánh mì. Sáng, trưa, chiều, tối, khuya, nửa đêm về sáng, dù buồn hay vui, dù nghèo hay khá giả, lúc nào cũng có thể ăn một ổ bánh mì kẹp thịt. Vừa rẻ tiền mà vừa ngon miệng. Và bánh mì là một chủ đề nóng bỏng trong làng ẩm thực thế giới gần đây, và sức hút của nó chưa có dấu hiệu suy giảm. Món ăn rất quen thuộc ở khắp ba miền đất nước Việt Nam. Vì vậy, khi di dân sang Mỹ, thì bánh mì thịt nguội cũng được mang theo và có mặt ở bất cứ nơi nào có người Việt định cư. Và kính thưa quý vị, thành phố Charlotte, North Carolina cũng giống như những thành phố đông dân cư Việt Nam, đã có vài cửa hàng bán bánh mì thịt nguội. Tuy nhiên, đặc biệt là một tiệm bánh mì chỉ vừa mới khai trương hơn 6 tháng qua đã trở thành địa điểm cung cấp những món ăn nhanh, gọn, gần gũi và hợp khẩu vị không những cho người Việt Nam và cho cả người ngoại quốc với giá nhẹ nhàng. Đó là bánh mì Brothers, do một thanh niên trẻ làm chủ. Khi định cư qua Mỹ thì anh mới khoảng chừng 5-6 tuổi gì đó. Và hôm nay, nhân chuyến đi qua thành phố Charlotte, North Carolina, Minh Thúy có dịp tiếp xúc với chủ nhân của tiệm bánh mì Brothers. Xin được chào anh Hậu. Hậu có thể cho khán giả biết tên, tuổi và Hậu đã sinh sống ở thành phố Charlotte này đã bao lâu rồi? Dạ, thưa khán giả, đây là Hậu Đồng. Em là bữa nay là 41 tuổi, ở Charlotte, North Carolina, ở đây hồi 94. Hồi qua Mỹ thì ở Virginia Beach, Virginia, xong dọn đi học, đại học xong rồi dọn xuống đây, tại không có chỗ. Tôi dọn xuống đây với ở ba mẹ. Khi mà Hậu học ở trường đại học thì Hậu ra về ngành gì? Học ở Virginia Tech, học Finance. Hậu đã làm việc với cái ngành Finance được bao lâu? Làm cho ngành Finance 19 năm rồi. Ra trường xuống đây là làm cho một cái hãng Industry Johnson Lane, xong rồi Wachovia, then Wells Fargo. Vậy thì có một cái tương lai, một cái nghề nghiệp rất là vững chắc. Thế thì tại sao tự nhiên lại có một cái ý tưởng, một cái ý nghĩ ra làm một cái tiệm bánh mì? Dạ, tại vì em hồi đó là thích nấu ăn. Hồi mà đi đại học thèm là ăn Việt Nam, luôn luôn phone về mẹ hỏi mẹ nấu món này, món nấu kia. Mẹ cũng hơi bực, con đi, mẹ trả tiền con đi học, có mua đồ meal plan cho con ăn mà sao con không đi mua thức ăn đi mà lo nấu ăn hoài, đi học đi. Thì có cái thích nấu ăn hồi hồi đó tới bây giờ. Ngày chi làm cho cái hãng đầu tư 19 năm rồi. Và vì cũng thích nấu ăn. Nào cũng nghĩ là mình muốn nấu ăn hơn là muốn đi làm. Thì ăn rảnh với mấy người khu qua kia thì nó coi stock market nó lên xuống sao. Lúc qua nhà bạn em thì nó thấy là lúc nào cũng coi cái menu recipe bên chiều nay nấu món gì, nấu món kia. Hàng gì thích thú nấu lâu lắm rồi. Nhưng mà lúc mà Hậu có ý nghĩa mà ra làm một cái tiệm bán bánh mì như vậy thì gia đình có support Hậu hay không? Hậu có nói với bố mẹ là Hậu sẽ đi ngừng làm việc để đi làm một cái tiệm bánh mì và gia đình có hỗ trợ Hậu hay không? Thì họ mà nói ba mẹ thì ba mẹ cũng giật mình, nói với con qua Mỹ học, con học bằng, tại sao mà bỏ đó, có weekend, có weekend rồi được vacation day rồi này nọ, làm ngày 8 tiếng thoải mái mà ta sao bây giờ nghỉ đó, làm tuần 7 ngày 12 tiếng cực khổ. Mẹ cũng hơi buồn, nói con mình không thấy con mà làm cực khổ. Như vậy thì khi mà Hậu thích nấu ăn mà muốn mở một cái thương mại về nấu ăn mà, thì trong đầu Hậu nghĩ cách nào và tại sao nghĩ tới bánh mì mà không là những cái tiệm phở hay là tiệm cơm hay tiệm gì khác? Tại cũng chúng trước đó thì cũng một bạn cũng đến mở nhà hàng chung, mà mình ở đây thì mới mở nhà hàng thì mấy chỗ mà cho mình mướn nó thấy mình mới, nó không chứ tin tưởng mình để cho mình mở, muốn rent cái space đó để mở cái nhà hàng. Sau đó thì thằng bạn thì nó mở cái tiệm bánh mì, bán cũng được, như là thì nó hồi bây giờ anh em mình mà mở thêm một bánh mì một chỗ một khác nữa thì coi đó thì em mới mở thêm. Như vậy khi mà bắt đầu cái tiệm mở bánh mì, nghe nói là Hậu cũng giấu gia đình chứ không có dám cho bố mẹ biết, cho đến ngày mà gần khai trương bố mẹ mới biết cái Hậu muốn mở ra một cái tiệm bánh mì.
Như vậy thì trước đó Hậu có được cái những cái sự như là giúp đỡ của bố mẹ nói là Hậu phải làm cái món này trong cái tiệm mình hay không? Không thì tại sợ nói ba mẹ thì ba mẹ lo quá này nọ thì không có hỏi gấp ba mẹ ý kiến nhiều. Đặng chót thì khoảng tháng trước khi một hai tháng trước khi ra chưa thì ba mẹ mới biết ra nói. Như vậy thì những cái món ăn trong cái nhà hàng của Hậu là tất cả mọi thứ đó đều là ý tưởng của Hậu hết, chứ không có của cha mẹ hoặc là anh chị em hoặc là bà con bạn bè gì hết. Dạ đúng, mấy cái recipe là của con hết. Tại luôn luôn là tại hồi đó thì con khoái nấu là cuối tuần nấu cho bạn thì nấu cái món này mình thấy nó ngon, nấu cái món gì thấy ngon là mình bỏ cái đó vô cái recipe. Quý vị đang theo dõi Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát từ Washington DC. Quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com để nghe lại Cà phê góc phố. Biết rằng tiệm bánh mì ở Charlotte rất nhiều, chứ không phải là riêng một tiệm bánh mì của Hậu. Như vậy thì tiệm bánh mì của Hậu phải có những cái gì đặc biệt hơn những cái tiệm khác. Như vậy thì đó là món nào? Đặc biệt nhất đây là bánh mì heo quay. Cái đó thì con ướp khoảng 3 ngày, bỏ vô lò 3-4 tiếng cho da nó giòn. Thì như ở đây không, ở Charlotte thì không có tiệm nào bán bánh mì heo quay. Ngoài đó cũng có hai món có đặc biệt nữa là bánh mì phở. Cái đó là em nấu nước lèo như nấu phở thường, nấu khoảng 5 tiếng làm cho nó luộc lại, là cho nó đặc đặc lại, xong rồi bỏ thịt thịt tái với lại cái sauce gravy lên, rồi ngọt quế, hoisin sauce, hành với mấy cái bộ phận của phở thì ăn đấy, có ăn bánh mì nó có Nó có danh mùi phở. có mùi phở. Với lại cũng đặc biệt là mấy cái french fry nữa, french fry mình bỏ french fry, bỏ cái gravy của phở lên, rồi rau quế, ngò, rồi hoisin sauce. Ngoài những cái món ăn đặc biệt mà khác lạ so với những cái tiệm bánh mì khác thì trong cái nhà hàng của Hậu còn những cái món gì khác lạ hơn những cái tiệm bánh mì của Việt Nam này không? Ví dụ thức uống hoặc là có cái nào nó đặc biệt hơn không? Một cái đặc biệt đó là nước nước mát. Cái đó là cái nước mát mà hồi đó mẹ bắt uống hồi nhỏ thì không biết uống, mà lớn lên mình uống là mới hiểu nó có ngon có tốt nữa. Nó có ba năm loại bông, mỗi là bông nó có tốt cho mình là tốt cho gan, tốt cho anti-inflammatory, antioxidant là vitamin B12, nó tốt cho mình. Vậy còn còn ngoài thức uống đó còn những cái món nào khác lạ nữa hay Dạ, không? mấy món là mấy fruity green tea là trà em pha tiệm, xong rồi có mấy nước bổ trái cây bỏ vô nữa, rồi nó có hột é, có jelly với mấy cái fresh fruit nữa. Trong tiệm của em là cái gì cũng là làm bằng trái cây hết, không có dùng bột, không có dùng gì cũng fresh hết. Khi mà mình mở ra một cái tiệm, ngoài cái sở thích của mình vì mình thích nấu ăn mà mình mở ra một cái tiệm, nhưng mà ngoài những cái lý do đó còn một cái do phụ nào khác mà Hậu mở một cái tiệm thức ăn? Em muốn ở đó mình làm cực cho hãng, mình làm cực cho người ta. Thì thấy mẹ ba mẹ mẹ ở đó qua Mỹ thì làm cực bây giờ thành công xíu, thì em cũng muốn làm vậy cho mình làm cho mình work hard cho mình như muốn một cái đó là cũng cái thích thú để mở nhà hàng, mở cái tiệm. Một lý do nữa cũng như cái hãng hồi đó là Hà làm cái hãng đầu tư là Hậu thích tiếp khách, nói chuyện với khách. Hồi đó thì nói trên phone thì mình giúp khách, thế thì mình cũng vui, khách nói mình giúp khách thì khách cũng vui với mình. Mà bây giờ thì mình nói chuyện khách mình thấy mặt luôn, mình thấy cái vui trên mặt người ta thì làm Hậu vui, mình người ta khen cái món mình cũng là mình cảm động, là biết là mình chọn đúng đường. Nghe nói là ở trong cái tiệm bánh mì ngoài cái bánh những cái món mà Hậu nói đó, nghe nói còn có món kim chi nữa, thì cái món kim chi đó ăn với cái gì? Một món bánh mì đặc biệt là bánh mì đại hàng, là thịt ướp kiểu đại hàng với lại có hai gì làm kim chi tươi. Có hai loại kim chi, có một cái kim chi của là nó ướp 2-3 tháng,
Còn này ướp 2-3 ngày thôi thì nó không có chua lắm, mà nó ngon, nó còn cái chất giòn trong đó nữa. Thì bánh mì kim chi có cái thịt rồi kim chi trên, rồi có một cái bơ bữa ngò bỏ lên nữa. Tại cái menu á là vài người vô thấy nó tại sao cái menu con không có làm thêm phở, theo làm bún, theo làm cơm. Con không thích làm cái menu bự. Nó dài. Mình làm dài món mà làm mấy món nó ngon. Đặc biệt không có thích mà vô cái menu cái nhà hàng mà nó có menu người xa xa không có nhớ nhiều những món đặc biệt mình có. Dạ. Hình như cái menu nó đơn giản, nó gọn. Như vậy thì khi mà làm ra cái menu đó thì Hậu có nghĩ rằng Hậu biết chắc chắn trong đầu Hậu là có cần khoảng bao nhiêu cái thức ăn trước khi mình mở ra cái nhà hàng? Không biết, mà từ Hậu nên bỏ lên mấy cái món ăn mà thấy cái nào vừa đúng thôi. Tại có ba cái specialty là heo quay, bánh mì đại hàng, bánh mì phở là cái specialty. Còn của một phần ở dưới là mấy bánh mì mà thường bình thường Việt Nam mình thích là bánh mì thịt nướng, bánh mì thịt nguội, bánh mì gà nướng, bánh mì xá xíu. Từ lúc khai trương đến giờ thì Hậu có nghĩ rằng cần thay đổi cái menu của mình hay không? Có, thì bây giờ mẹ biết sao mà mẹ mở tiệm á, thì em mẹ biết á, thì mẹ thì có góp ý kiến. Ở đó thì xài thịt chính cho bánh mì phở, mà thịt chính á, thì mình luộc nó không có thơm, thì mẹ cho ý kiến là lấy thịt tái chiên lên chút xíu, cho gia vị lên xíu, dùng nó thì thịt nó thơm hơn, nó không có lạc. Hèn gì có đổi phần đó tại nhờ mẹ. Đó là cái đổi cái cách nấu, chứ còn cái món bánh mì vẫn là cái món bánh mì phở. Dạ. Phải không? Dạ. Nghĩa là cái cách nấu với cách mà biến chế ở trong cái bánh mì nó khác một chút xíu thôi. Dạ. Như vậy còn có nên thêm hoặc bớt những cái món của mình đã có hay không? Hay lấy kinh nghiệm tìm bạn ấy, cái vài món người dài của Việt Nam thích là bánh mì cá. Cá hả? Mà cái bánh mì cá thì ngon mà không có bán được nhiều, tiệm bạn thì nó không, anh như thấy qua tiệm của em á thì không có bán cái đó. Nhờ kinh nghiệm của bạn thì mình biết cái nào mình bán thì không bán. Quý vị đang theo dõi Cà phê góc phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát từ Washington DC. Quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com để nghe lại Cà phê góc phố. Khách của Hậu á, đa số là lượng khách như thế nào? Tà hơn đó là Hậu ở gần trường University UNCC ở đó. Hèn gì học sinh mà cũng cần mấy nhà băng lớn nữa, hèn gì mấy người nhân viên nữa, người lớn người trẻ ở tiệm em thì đủ thứ hết. Trong 7 ngày thì Hậu đóng cửa vào ngày nào hay là mở cửa 7 ngày? Hồi mới khai trương tiệm á thì mở hết 7 ngày mà bây giờ đóng ngày thứ hai. Như vậy thì lễ mình có đóng không hay là mình mở cửa ngày lễ? Chỉ ngày lễ Thanksgiving với lại Noel thì đóng, còn ngoài đó thì mấy cái lễ thì mở. Trong tương lai Hậu có nghĩ rằng Hậu sẽ mở thêm một cái tiệm ăn khác hoặc là mở thêm một cái tiệm bánh mì khác hay không? Dạ, hy vọng nếu mà tiệm này nó dưới đó thì hy vọng trong vài năm nó sẽ mở một hai tiệm nữa, rồi mở thêm một lò bánh mì luôn. Như vậy là tương lai vẫn là bánh mì chứ không có mở tiệm thức ăn như là bánh phở hay là cơm tấm hay là cái gì khác hay sao? Có, cũng muốn mở cái tiệm nhà hàng nữa. Thì cái tiệm bánh mì là bắt đầu, xong rồi hy vọng mốt thì mở thêm có tiếp thu mở cái quán gạo. Tại ở Mỹ thì mình đi ăn với bạn lúc nào là có hamburger, chicken wing, ăn mấy cái đồ ớn. Em với bạn nó kiếm chỗ mà nó ăn mấy món lạ, giống như Việt Nam mình mấy món lạ nó ngon, còn ăn nó đi chơi mà ăn Mỹ chán quá. Như vậy thì đối với Hậu, Hậu muốn cho khách hàng của Hậu khi mà tới thưởng thức những món ăn của Hậu góp ý kiến cho Hậu hay không? Dạ, muốn khách đi góp ý kiến cho Hậu để cho món mà mình có thể mình làm cho nó ngon hơn, số lượng lúc nào cũng thích. Theo cái ý kiến của khách hàng, có những ý kiến xây dựng. Dạ, đúng. Để cho cái tiệm bánh mì càng ngày càng được phong phú hơn. Dạ, đúng. Để phục vụ cho khách hàng. Dạ, đúng rồi.
Khi mà Hậu nói là Hậu muốn mở cái lò bánh mì, muốn mà mở một cái lò bánh mì á, thì mình cần phải có những điều kiện như thế nào? Phải kiếm cái lò rất là nóng. Ở đây thì kiếm cái lò nó lên tới 550 độ thôi. Mà hồi đó cái thử học của cái chị kia đó thì cái lò nó 620. Phải kiếm cái lò nóng, mà phải cái lò nó phải xịt ra hơi nữa, hơi nước cho nó ẩm cái bánh mì chút xíu. Như vậy thì mình làm cái lò bánh mì riêng hay là mình làm ngay tại cái chỗ mình bán bánh mì? Chỗ bây giờ thì nó còn nhỏ quá, hy vọng mới mở tương lai thì mở cái lò bánh mì cũng mà mở thêm một cái tiệm nữa. Như vậy cái recipe mà bánh mì đó là tự mình tìm hiểu hay là có một người nào hướng dẫn hay là học từ đâu? Dạ, hồi đó học của một cái chị kia, cái chị kia cũng có lò bánh mì, là chị em làm. Nó sao như thế nào, bánh mì nó hình thức như thế nào mà gọi là một bánh mì ngon? Bánh mì không có luộc nhiều, bỏng luộc. Bánh mì Việt Nam mà nó đặc biệt là gì, nó không có luộc nhiều. Còn bánh mì ở đây thì nó bánh mì thì nó có hơi có luộc. Còn bánh mì đặc biệt nó ô da da nó giòn thì giòn, mà luộc thì ít. Như vậy thì cái bánh mì thường thường á nó giữ được bao lâu nó mới nó hết giòn? Đặc biệt cái bánh mì Việt Nam mà nó giòn nguyên ngày luôn, không có cần lo. Còn bánh mì Mỹ thì mình nướng chút xíu là 2-3 tiếng nó cứng. Còn bánh mì của Việt Nam mình á, cái recipe kia thì nó giòn nguyên ngày luôn. Cái bánh mì mà nó giòn nguyên ngày đã là một cái khó khăn, nhưng mà làm cách nào để giữ cho nó giòn nguyên ngày như vậy? Tại trong cái bột mình pha đó, nó còn một cái bột đặc biệt nữa mình bỏ vô, nó giữ cái Nghĩa là mình bột không nói ra được nó cái gì đó. Bây là... giờ xin lỗi quý vị là chủ nhân không muốn nói những cái secret đó ra được, nhưng mà cái bánh mì mà khi mà để cho nó ngon và nó giòn nguyên ngày mà nó không có độ dai, cái đó cũng là một cái bí quyết khác của bánh mì. Nếu mà Hậu ăn những cái mì của những nơi khác thì cái bánh mì của mình phải có một cái gì đó đặc biệt hơn những cái chỗ khác, thì cái bánh mì của mình theo như Hậu á thì bánh mì của mình phải có những cái gì đặc biệt ở trong đó. Là bánh mì mình đặc biệt là nó cái ruột nó không nhiều, mà nó Đó là mình không cần moi ruột ra không mà có mình mỡ bỏ được già đúng rồi đó, mà khi mà mua một ổ bánh mì là trong đó là nó chỉ bỏng ruột. bỏng ruột Đúng già. À, ở đây thì dài bánh mì phải mua phải móc ruột già, rồi. và ở đây thì ruột nó không khó gì đấy, ở ngoài nó giòn. Ngoài bánh mì ra thì Hậu nghĩ rằng Hậu có phải làm những cái bánh khác như bánh tiêu, bánh giò, bánh dày gì để khác để bán hay không, hay là chỉ có bánh mì không thôi? Mốt thì hy vọng nếu mà mở cái lò thì mở bánh bánh tiêu rồi bánh bao nữa. Bây giờ thì trong ngoài tiệm thì lo dùng dùng cái sửng để hấp đồ, mà khách hay vô đó, ủa khách có hỏi đang nấu bánh bao hả? Nhiều khách có hỏi yêu cầu nấu bánh bao, mà bây giờ thì chứ tiệm mình không có đủ chỗ mà để nấu bánh bao. Như vậy là bánh bao là cái món kế tiếp. Kính thưa quý vị cứ tới ủng hộ với Bánh mì Brother. Sau này khi mà có một cái cơ hội nào đó mà Hậu có thể mở được một cái lò bánh mì thì quý vị sẽ có cái cơ hội để ăn thêm bánh bao, Bánh bao, bánh bao, bánh patisserie, pâtisserie. Còn quý vị sẽ được thưởng thức nhiều nhiều những món ăn khác từ chủ nhân. Kính thưa quý vị đồng hương ở vùng Charlotte, North Carolina và phụ cận cũng như tất cả quý vị đồng hương ở xa, nếu có dịp ghé thăm thành phố hiền hòa Charlotte, North Carolina thì mong quý vị đến ủng hộ Bánh mì Brothers. Địa chỉ thì xin nhà Hậu nói với quý khán giả nha. Số phone là 704-900-7842. Địa chỉ là 230 East W.T. Harris Boulevard, Charlotte, North Carolina, 28262. Ý là cái web address là bánhmibrothers-clt. Website không order đồ ăn được nữa. Nếu mà quý vị mà ở xa mà muốn tìm cái bánh mì Brother, mà nếu khó gặp khó khăn thì cái bánh mì Brother nó gần cái chỗ nào nhất để mình có thể nhìn thấy được nha? Nó trên University, thì gần bệnh viện kế bên AT&T. Rồi, cảm ơn Hậu nha. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cà phê Góc Phố trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát từ Washington, DC. Để nghe lại Cà phê Góc Phố, quý vị có thể gọi vào số 425-585-1913 hoặc vào trang nhà www.vietwdcradio.com. Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.